chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là cảm tìm cú đấm thép với Lê Thị Nhi đang trên đường từ miền Tây quay trở về Ninh Thuận sau chuyến đi hơn 10 ngày khám phá miền Tây. Thật sự mà nói chuyến đi đợt này 10 ngày nó chưa có đã cả nhà. Đúng rồi. Nhưng mà mình phải có một số công việc cần giải quyết. Thứ nhất là vườn này, sầu riêng này. Sầu riêng cần cắt cỏ bón phân này để lấy cơ đợt thứ hai chuẩn bị ra bông cả nhà. Rồi bưởi chín nhiều quá chưa cắt. Rồi bưởi khán giả ở nhà hôm bữa giờ không có đăng bài nên khán giả mua rất số lượng rất ít. Hái về 5 tạ mà khán giả mua được có 2 tạ, còn 3 tạ ở nhà. Chín nhiều quá. Bắt chín buộc, mà muốn vàng luôn rồi đấy. Bắt buộc hai vợ chồng phải về để đăng bài bán bưởi rồi bớt cả nhà. Bây giờ đi có 10 ngày. Chưa đã. Hẹn đợt sau mình đi tiếp cả nhà. Nói chung thì mình cũng chưa có khám phá được nhiều đâu. Đi qua mọi tỉnh thành một chút nhưng mà cũng đâu đó thì mình cũng hiểu hơn về cuộc sống nè, con người của người miền Tây. Với lại nha, đúng là chưa đi chưa biết miền Tây, đi rồi mới biết miền Tây ăn ngọt cỡ nào. Ăn ngọt như chè luôn cả nhà. Thì mấy món canh chua là hầu như là Nhi đều dặn mấy cô chú đầu bếp đó là giảm đường lại nhưng mà ra vẫn ngọt. Hay là do cái vùng tới hay là cái quán mình tới là làm ngọt hay sao á? Không, con người miền Tây họ nói chuyện đồ ngọt ngào á, bởi vì khi mà nêm cái khẩu vị món ăn á họ cũng ngọt ngào cả nhà. Đem cả cái trái tim của mình vào cái món ăn, bởi vì cái món ăn rất ngọt. Nhưng mà trong chuyến đi hôm nay thì nói chung là đi cũng ít chứ không có đi được nhiều, nhưng mà theo thép cảm nhận về con người miền Tây rất dễ thương, rất dễ mến, nói chuyện đồ rất là ngọt ngào luôn cả nhà. Thì cảm ơn những cô chú anh chị em, cô dì chú thím trong những cái video mà hành trình hai vợ chồng thép đi quay đã hỗ trợ hai vợ chồng rất là nhiệt tình. Đúng, chúc rồi tất cả cô chú nhiều sức khỏe nha. Những món ăn đó là dưới miền Tây là anh chưa có đại hết rồi đó. Còn món cá dồ nữa cả nhà, nhưng mà tiếc quá mình chưa có ăn cả nhà. Còn làm cá dồ, làm lẩu mắm nữa mà chưa ăn kịp. Với lại cá lóc mà nướng gươm này kia, nói chung là thép chưa có được trải nghiệm những cái món đó. Với lại là anh em còn nhiều công việc quá, không có ở lại nhà mến được bao, chỉ được có 2 ngày 2 đêm. Rồi xong mà anh em phải đi những cái hành trình kế tiếp hoài tới vậy, nên là cũng chưa có hết các món ăn ở quê mến. Thường mỗi tỉnh thì sẽ có rất là nhiều món ăn đặc trưng riêng, mà chỉ có bữa giờ mình đi là chỉ có hai tỉnh là Kiên Giang với lại Cà Mau là mình ở nhiều nhất thôi, còn đa số mấy tỉnh kia thì mình chỉ ghé được một ngày là mình đi, mà mình cũng chưa ăn được nhiều đâu. Nhưng chỉ ghé thăm hoàn cảnh là nhiều. Dạ, hy vọng là sắp tới, dịp tới nếu mà có điều kiện, có cơ hội nhiều hơn rồi tụi mình sẽ sắp xếp thêm một chuyến hành trình miền Tây nữa. Nhi đặt tên cho cái chuyến đi lần này là Miền Tây Nhớ Đời. Miền Tây Nhớ Đời 2022. Thì hy vọng là mình sẽ có nhiều chuyến đi về miền Tây. Dự định sắp tới là tụi mình cũng sẽ có những chuyến đi ở nhiều tỉnh thành khác nữa. Nếu mà cô chú anh chị có những cái gì đặc biệt ở nơi của mình sinh sống á, thì mấy cô chú anh chị có thể là để lại bình luận bên dưới hoặc là nhắn tin cho Nhi với anh Thép chia sẻ cho tụi mình biết và tụi mình ghé tham quan với nha. Như bữa trước cái cô mà nuôi nhà nuôi công á, ở Tuốt Khánh Vĩnh đúng không anh, mà tình cờ cổ mua sản phẩm chị Hương Lách của bên mình xong cổ giới thiệu là nhà cổ nuôi công, cái là tụi mình cũng liên lạc với cô để tham quan nhà cô, rất là thú vị luôn. Hy vọng là sắp tới tụi mình cũng sẽ được những cái chuyến đi như vậy. Là mong rằng là đi đến đâu cũng sẽ được những bà con cô bác yêu mến hỗ trợ cho tụi mình. Đây là điều bất ngờ mà thép tới với đất miền Tây. Đa số là bước vào quán ăn nào á, bất cứ bước vào quán ăn cơm hay là nói chung quán nước nào á thì bà con đều biết thép hết. Đó là cái sự mà thép thấy là một cái điều thành công nhất đối với thép cả nhà. Cái họ người ta hay nói là bằng gì không bằng lòng cả nhà. Ôi hồi sáng em đi chợ đi ghe nổi á, chợ nổi á, mà cái cô ngồi lấy xuồng á, cổ biết anh luôn. À vậy hả? Dạ. Đấy. Ôi. Mà tình cờ mình gặp thôi, chị đó mới có 30+ tuổi à, chị biết luôn. Trong cái con đường mà mình đi làm thiện nguyện á, mình nói chung là về góc chính quyền địa phương á, cũng nói chung là mình về nói
mình làm thiện nguyện thì đương nhiên là họ, và chính vì họ, nếu mà họ quan tâm thì họ sẽ trao tặng cho mình những cái bằng, ví dụ như bằng tấm lòng vàng đồ này kia, nhưng mà đâu đó chỉ có một số ít thôi trao tặng thôi, bởi vì mình cũng không có, mình cũng không có đòi hỏi cái đó, nhưng mà mình chỉ có cái ước mơ đối với bà con là mình hay nói trong thâm tâm của mình là bằng gì không bằng bằng lòng, miễn sao bà con vui vẻ đón tiếp mình nhiệt tình rồi yêu thương mình là được. Còn về bằng hay tấm lòng vàng hay này kia mình cũng không có quan trọng cái đó cả nhà. Bởi vì khi xuống đất miền Tây nha, bước ra xe là khi mà mình mở cửa xe là có người biết mình cả nhà. Nói chung là rất là hạnh phúc luôn. Nhằm khi chạy theo đó. Còn mình đang đi đường ha, là có người bóp kèn rồi chào rồi. Nhưng mà mấy anh em tài xế á, rồi mình đi mình họ trưa mình để chiếc xe mình ở khách sạn mình ngủ cả nhà. Ngủ từ sáng tới trưa mà mấy đứa nhỏ tội lắm nha, nó đứng nó chờ mười mấy đứa chờ ra chụp hình. Rồi nó chờ mình cả đổi lấy mình mới ra cả nhà. Đó cũng rất là cảm ơn những cái em nhỏ rất là nhiệt tình, chờ anh thép mấy tiếng hồ nhưng mà vẫn chờ cả nhà. Bởi vì thì cái sự yêu thương mà khán giả dành cho thép phải nói là rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nha. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển về Ninh Thuận. Còn 2 tiếng rưỡi nữa mình sẽ tới Ninh Thuận. Để em định nói cái gì mà anh nói nhiều quá em quên. Chuyến đi miền Tây này thì nói chung là thép thì mến cũng đãi được 2 món ốc và canh chua con mẻ. Thì nếu mà đặt sau nữa thì chắc có lẽ là mến cũng sắp xếp để đãi nhiều món cho tất cả anh em. Thì chắc đây cũng là chuyến đi xa mà lâu nhất mà tụi Nhi đi, cả team đi với nhau đúng không anh? Mấy lần trước là mình chỉ đi ra Nha Trang hay ra Bình Định 1-2 ngày rồi mình quay ngược về. Còn đây là một chuyến hành trình xa mà đi lâu ngày nữa, chắc là chuyến hành trình đầu tiên luôn. Mình đi ra ngoài, mình gặp gỡ bà con, mình mới biết được là không ngờ là có nhiều bà con theo dõi kênh của anh Thép rất là nhiều luôn. Rồi bà con nhận ra, rồi bà con tay bắt mặt mừng, rồi chào nhau. Rồi cộng với cái sự niềm nở, cái sự nhiệt tình của người miền Tây nữa, trời ơi, chuyến đi rất là tuyệt vời luôn. Hồi đó giờ thì thép cũng mang là như là nước chấm con mẻ nè, rồi lục bình, không các loại nước chấm thôi, nước chấm con mẻ nè, rồi me nè, mà thép chưa có khi nào là ăn nước chấm trái bằng hết. Trái bằng nữa hả? Trái bằng làm nước chấm mà cá lóc mà nướng gom á, xong á mình làm một bẻ trái bằng vô làm nước mắm chấm vô, trời ơi. Nghe nói nhắc lại thôi mà mình chảy nước miếng. Em rất là thích cái bằng luôn, nhưng mà đợt này giờ em cũng chưa thử cái bằng. Cá vịt nướng luôn hay sao? Không, vịt nướng luôn á, lúc trước á anh chỉ là tình cờ thôi, và anh làm anh thấy cái lu anh bể á, cái anh nướng ở trong đi, nhưng mà nướng lần đó nói chung này cũng ở nhà ăn cũng khen ngon. Từ đó tới sau là mỗi lần mà anh về là bắt anh làm là vịt nướng lu à. Nhưng mà đợt này đó về đó công chuyện rất là gấp nên là mạo mến kêu mến làm, nhưng mà thật chắc là chưa có thời gian để làm nữa, cũng chưa có làm món đó để cho anh em trong team để ăn nữa. Thì mến sẽ hứa lần sau mến sẽ làm nhiều món hơn để đãi cho anh em. Đây, hiện tại là tụi mình đã tới Hàm Thuận Nam rồi, là cũng gần về đến nhà rồi. Đang trông chờ là không biết là mấy đứa con ở nhà nó có nhận ra mình không đây. Có nó về nó mừng mà mừng. Anh đang định mua quà đồ. Em cũng định mua quà cho nó đó. Mấy con kia thì không biết, cho anh biết là con gì, con Bu với con Lucky với con La là nó quấn giò luôn á. Chứ quấn giò luôn hả? Em định mua cho nó bánh đồ đó, bánh cho chó với lại ít quần áo cho nó nữa. Nhưng mà để ngày mai em dẫn nó đi spa, dẫn Mu đi spa, chứ bữa giờ đi để nhà chắc lông nó cũng dài ra rồi. Giờ chỉ đang chuẩn bị ăn Tết nữa. Chuẩn bị ăn Tết, sắm đồ cho nó ăn Tết. Không, bây giờ cạo một lần hay là Tết cạo một lần nữa. Thôi làm kiểu thôi, không cạo đâu. Tết còn 2 tháng nữa mà. 2 tháng nó mà không kịp anh à. Sao không kịp? Đợt này mình cạo một lần là chó là 3 tháng là cạo một lần, 2-3 tháng. Còn có chừng 30-40 cây số nữa là tới nhà thôi. Thì dọc chỗ này thì có quán nè. Còn anh Thép nói là đi về gần nhà mình nữa thì ở trong đường làng á không có ai bán, nên là Nhi ghé mua ít đồ ăn thưởng tặng làm quà
cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Nhà con có 5 đứa lận. Cô còn có một miếng miếng gọi là gì ta? Gà. À, chân gà, giò gì? Đùi gà với lại miếng ức. Gần nửa con á, đi mua về cho nó luôn. Về đến nhà rồi. Trời ơi. Bao nhiêu rồi? Gần 1 giờ sáng rồi. Chiều nay mấy con chó có ra đó không vậy? Giờ này chắc nó ngủ quéo giò rồi. Phải vậy hả? Ngủ hết rồi, đệ tử ngủ hết rồi. Xuất hiện vậy. Để tử bu. Trời ơi lúc. Ôi năm con. Nó nhảy mất rớt điện thoại luôn à. Đi vô nè. Đi nhà vô nha. Cọp nữa. Đứa này nó cũng phóng hết á. Mẹ em cứ tưởng anh tắt anh nhảy luôn chứ. Chạy cả ngày được 700 km. Mua quá trời nhiều quà luôn. Lấy quà cho lính trước đây. Cái này để cái này để mai mình đem xuống đây. Giờ này nặng quá. Vô. Còn mấy khuôn nữa mình đem đồ quà xuống luôn chứ. Lấy đồ cho lính trước hả? Ừ, cái này để mai xử lý sao. Đây, quà cho mấy đứa nhỏ nha. Vô đây. 1 giờ lên. 1 giờ sáng rồi. Ôi. Anh ơi, bữa vàng hết trơn. Mình đi mấy ngày về bữa vàng hết trơn luôn. Ôi cái thùng này. Bơm hàng hả? Bơm hàng bữa cũng bơm hàng luôn nè anh. Rồi. Ai bơm. Rồi bữa mà cũng bơm hàng. Khách để bơm hàng để thúi luôn. Cả nhà thấy không? Khách bơm hàng là trả về là thúi luôn. Cách lồ tạ. Cách lồ chim minh. Ngồi xuống. La nữa, cọp nữa. Anh ơi, mẹ chồng đệ tử anh nha anh ơi. Ê. Ngồi xuống nha. Bù bữa nay tóc dài rồi đó, lông dài rồi đó. Nó biết em giữ bảo bối sao bây giờ em giữ bảo bối mà. Giờ cho ngồi xuống chưa nha. Cho phép ăn, chưa cho phép, hình như hơi ít lắm, chưa cho phép ăn nghe. Hồi nãy bà cô bán bà còn cho thêm húi tiêu với lại chanh nữa. Em nói mua về cho mấy đứa nhỏ. Chưa cho phép ăn. Chừng nào mà hôn á.
chưa hô nữa mày. Tôi chưa cho ăn mà làm cái gì? Chưa cho ăn mà. Chưa cho ăn nha. Em đi ra để một mình anh xử lý được 5 đứa không? Chưa cho ăn, ngồi xuống. Từ từ. Chừng nằm tao hô một cái hả? Đang xăng lắm. Thế đang tập luyện đó cả nhà. Chừng nào hô một cái là nó mới được ăn. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đói hả? Đói. Đói thì cũng phải từ từ chứ. Con Lu này biết nói chuyện nha. Ngồi xuống. Ngồi đó. Mày cũng ngồi, con kia ngồi không? Mày ngồi ha. Còn đây, để chưa kịp ngồi. Chừng nào mà tao kêu ăn là ăn nghe không? Lạng quạng là tao hất trụi lông mẹ còn cái bà mèo kia. Ui. Nói nghe không? Mày đợi tao nói tiếng chó nó mày mới nghe hả? Cả nhà thấy không? Nói tiếng người mà chó nó vẫn nghe nha. Thép mà nói tiếng chó nó là coi như là. Đó. Trả lời. Chữ tao hả mày? Mình không cho nó ăn là đứng đứng ngói vậy. Bây giờ nè, nghe ba nói nè, mấy con nhìn nè. Ôi, bạn đang học bài mà sao cái thằng Dư này sao nó cứ quậy quậy không nhìn dưới. Dư. Ê, bài chưa. Đừng có đục nước béo coi nha. Rồi im rồi. Ngồi xuống. Rồi em tính ra ngồi luôn. Ngồi yên đó. Còn ngon kia. Ôi. Đừng có tìm đường nào gần hơn nha. Ông kia cũng tìm đường gần hơn. Chừng nào ba hô ăn là ăn nha. Nè nhìn nè. Rồi vô ăn đi. Đấy. Nhanh lên bố. Ủa? Nhanh, thịt thở của bố này. Ấy. Bố này cho ăn rồi. Bố ăn rồi. Rồi. Bố này, mấy bụng miếng đi chỗ khác luôn. Còn con mèo này. Còn miếng cho bà. Con mèo phải cho ăn nó cái chứ. Đừng có làm nhanh vậy anh. Mệt mất nha. Trời ơi, quà gì đâu mà đi. Đi 10 ngày cho ăn chưa đầy 30 giây nó hết quà. Thôi ra lấy chuối ăn đỡ này mấy ông. Thôi rồi bà Vu gặp đường miếng ra đi hết rồi. Ừ, rồi. Cái gì cho có ba mèo kìa. Bánh ra đựng miếng. Cái đơn bưởi này một đơn của mình tiền ship nó ít nhất là 50.000 và mình trả lại là mình mất 75.000 luôn á. Mỗi lần trả mất ship nhiều thôi. 150%. Ship nó trả tiền ship đi rồi trả tiền ship trên về. Cái này ở Hồ Chí Minh thì cho nên nếu mà cô chú anh chị nào mà xác định đặt hàng thì canh ngày giúp Nhi thường là chỉ khoảng tầm 2 đến 3 ngày là ra tới thôi à. Có nhiều cô chú đặt hàng xong cái đi chơi, đi công chuyện, đi này đi kia. Cái không phải nhận hàng dừng cũng có trường hợp đó xảy ra nữa. Hồi nãy có một đơn bưởi mình thấy ở ngoài, còn trong nhà mới đi có 10 ngày mà 2 thùng hàng trả về nè anh. Cách bơm hàng. Cách bơm hàng 2 thùng này chắc cũng phải là
50-60 đơn luôn á. Trời ơi, cũng vậy, cũng khiếp luôn. Có hàng bom của TikTok không? Có hàng bom gia hàng nhanh cũng có, của TikTok cũng có. Bom hàng nó nhiều lý do không cả nhà? Lý do thứ nhất là khách không lấy. Lý do thứ hai là bên giao hàng nó gọi cho mình 3 lần mà không bắt máy. Nó cũng có lý do là gọi cho khách 3 lần á, khách không lấy nó sẽ trả về lại. Cũng có lý do là biết sao, giao hàng nhanh gọi cho khách 3 lần, gọi lần thứ tư là sẽ tính phí. Hỏi khách, khách không chịu tính thêm phí á. Tại vì người ta giao 4 lần rồi, chạy xe tới chạy xe lui 4 lần người ta thu thêm phí á. Nhiều khách không chịu cho nên là trả hàng luôn. Như cái đây là hàng của gia hàng nhanh này. Ở đâu? Bình Thuận. Ôi, Bình Thuận bị bom hàng nhiều ghê luôn anh. Dạ, làm đầy đủ giùm em luôn đi. Rồi dạ, tỉa đủ. Ủa, bây giờ mình tỉa lông rồi đến Tết đó là nó có dài ra lại để mình tạo kiểu không ta? Dạ có chị. Dạ. Nó dài ra lại chứ. Dạ, như dẫn combo đi tắm rửa cả nửa tháng nay bỏ nó ở nhà. Em đi xa, không có ai tắm cho nó hết trơn. Rồi. Vậy em đoạn ngắn hết người còn một phần cho chị ha. Dạ. Khoảng mấy tiếng để em biết chừng hả chị? Ờ, cái gì xong rồi em gọi chị nha. Tại do hôm nay em hơi đông á. Dạ dạ. Cái gì xong rồi em gọi cho chị nha. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ, mù. Để vô đó tắm rồi. Tắm rửa ở trong đó có một miếng nữa. Hẹn gặp lại chiều nay. Hồi trưa nay á, thì Nhi có chở con Bu đi tắm rửa với lại cạo lông bớt cho nó ngắn lại. Hình như là ở bên đó hẹn mình là khoảng 4-5 tiếng. Nói là hôm nay khách cũng đông á, nên là khi nào bên ba chó gọi thì sẽ lên chở nó. Với lại từ chỗ nhà mình nè, mình chạy lên chỗ mà ba chó là phải mất 15 cây. Mà đi đường cũng khó đi lắm, nên là lâu lâu mình mới chở nó đi một lần thôi. Một năm thì như chỉ được có 1-2 lần, là giữa năm với lại gần Tết đó. Còn đây anh Mến đang chuẩn bị đồ đạc sau chuyến đi miền Tây, thì anh Mến chuẩn bị lên rẫy lại để chăm sóc vườn ở trên đó. Bây giờ thì Mến sẽ đem rồi trở vào máy cắt cỏ gì trở lại, với lại là đem hai cục cúng về, hai đệ tử về. Cái này là mấy cái gì gọi là gì anh? Khóm. Ủa chết rồi anh? Không không, vậy đó không chết. Vậy hả? Ừ, bữa đi xuống nhà anh Mến đó, xong rồi có xin một ít cây này cống con để mình lên đó mình trồng. Có mà dưới chỗ khu mà anh Mến nở ngon lắm. Đứng yên lên đây nha. Chở hai đứa đệ tử về luôn. Con đây là con Lucky nè, còn con đây là con Lulu. Con Lulu nó biết nói nha. Ủa mắt nó bị gì nè anh? Nó quánh lộn hay sao vậy? Nó quánh lộn quá. Con Lulu nó biết nói nè. Mến là để trên đây là nó sẽ nằm, lúc mà Mến đầy máy xe lên là nó sẽ nằm yên tới chỗ luôn. Con này là nó có tiền án là bị té xe một lần, gãy răng cho nên nó sợ lắm. Còn con này thì nó cũng hơi lì lì chút. Cái răng nanh nó đã bị gãy rồi. Nó bị sâu hay bị gãy? Để lấy gãy. Về Thảo Liên bị gãy. Chạy, đang chạy xe mà cái kênh phóng xuống á. Từ đó là sao nó sợ luôn, cậu để lên là nó nằm yên luôn à. Còn con này ngoan lắm. Mấy con này lông ngắn, nó không có phải đi tỉa lông, còn con buông lông nó cứ ra hoài nên mình phải đi tỉa. Nhưng mà con này có xu hướng lông dài nè. Ừ, đúng rồi. Đó. Nó la cái kiểu gì mà lạ lùng ấy. Nằm hai bên hai em nha, bây giờ đi về thôi. Sao anh ăn ở lại ăn cơm chưa, rồi ăn cơm chiều rồi anh về luôn. Thôi về cảnh cho nó sớm sớm, thầy còn phải đồ đạc. 3 giờ mà. Ừ, 3 giờ thì chẳng cả cũng 4 giờ mấy rồi, về cảnh ai cũng người nấu cũng được mà. Thì cũng nhiều bà con hỏi tại sao mà Mến chở em cúng gì được, thì đây đó. Phải trước là Mến cắt cái thùng mót rồi để xong để lên. Rồi sao anh bẻ lái anh? Được, bình thường nếu mà lái thì anh bẻ qua mót là được. Con này nó ngồi đó. Không, tại nó ngồi, lúc đầu nó ngồi vậy thôi, xuống chạy cái hai con nằm mà. Đó, thấy không? Hai con hơi đau. Áp bụi nó lớn là hết chở dễ luộc luôn á anh. Thôi cũng xin hẹn lại Mến đi về trên đường. Thôi về cả nha. Bữa nay em tụi em sắp xếp tụi em lên. Có bữa thì nhắn tụi em biết nha. Rồi rồi, nếu mà ở dưới này hết bữa thì nói anh phải về.
về nhà thứ nhất là mùi thấy bưởi vàng đã không kịp, cái thứ hai là bơm hàng quá chừng luôn, bơm vào 100 mấy thực đơn. Đây là cày đó. Thấy đỏ không? Ok, về thôi, 2 cốc. Nên vườn phải có hàng để tẩn theo mới được. Còn la sao anh? La hả? La vài bữa đi xe lớn trở lên đi. Bây giờ mình phải cho nó trên vườn nữa, nó siêng năng chạy ra suối này kia cho nó có cơ. Chứ giờ đang tháng ngoài này thấy nó làm biến lắm rồi. Nó làm biến với lại thấy nó nhỏ lại, anh nó teo lại á. À, về sao không con? Anh mến đi kìa, sao mà nằm im vậy? Nằm buồn vậy? Mắt nó bị gì nữa. Ê, la la la. Ra đây con. Đi đem mến về con. Mắt ngủ kìa. Nha. Đi không? Lên. Lên giữa sách luôn. Đi về. Đi. Đi à? Đi không? Đây. Chắc còn để con la đi, còn mấy tháng nữa Tết rồi nó không trở lên rồi. Ừ. Tết trở về. Hai con luôn dưới lúc kia nó nhỏ chứ mến cũng dễ trở. Ừ. Với lại con la thì nó chưa có, rõ ràng nó chưa có ngồi trên xe nên là nó không có ngồi được. Nó nhảy xuống rồi. Ừ. Mến đã tập cả 2-3 lần rồi. Trời ơi, anh mến phá hoại. Cái cây này nó thiệt quá mà cái cây cần ghét của anh mến nó dài á. Anh mến anh nhảy lại. Là nó chạy theo rồi. Mình lấy mấy cái đồ đạc hôm bữa giờ mình đi miền Tây á, mình có mua một số món quà ở miền Tây đặc sản ở miền Tây rồi mình đi nhà. Tối hôm qua tới nhà là lúc 1 giờ sáng á, nên là mấy anh em cũng đuối quá để đó xong rồi mai tính sau. Sáng giờ thì lu bu xử lý nhiều việc á nên là Nhi cũng chưa có lên để kiểm tra. Đây là khô con cá gì á, đây nè cả nhà. Bữa mà cái cô bán nó là cá gì mà Nhi quên rồi. Mà mấy cái khô này là khô đặc sản ở miền Tây mới có. Xanh nước nữa. Còn cá này nữa, cá này hình như là cá thò lòi. Cá thò lòi phơi khô. À thì ra nước ở trong cái hũ này. Cái này là con ba khía. Con ba khía muối chua. Trời ơi cái áo của anh thép. Rồi đây nữa, mình mua mỗi thứ một ít những cái món đặc sản ở miền Tây á, về cho gia đình mình sử dụng thử các loại hồi giờ mắm ba khía đồ này nọ. Nhớ lại có gì đâu, bồng bồng muối chua. Bữa như có mua bồng bồng tươi luôn á, nhưng mà tình hình là di chuyển mấy ngày liên tục cho nên là nó cũng héo rồi. Đây là mắm tép, mắm ruốc, mắm tép. Đây là mắm tôm này, mắm tôm chua ngọt. Rồi đây là mắm cá sạch. Đây là bồn bồn chua ngọt. Chắc mấy cái này mày đem mình để ngăn mát tủ lạnh đó. Còn nữa nha, còn chưa hết đâu. Đây là bánh phồng tôm đặc sản Nam Căn Cà Mau. Còn cái này là đũa đước đặc trưng rừng ngập mặn, hình như nó làm từ cây gỗ đước hay sao á mà nó ghi là đũa đước, đặc trưng ở vùng rừng ngập mặn đũa đước. Mua rất là nhiều thứ luôn. Đồ này của ai ta? Đồ của em. Còn bánh bía đây là của gia đình của chú Khánh tặng chứ không phải là mình mua. Là đợt chú Khánh là cái chú mà ông lão trong nhà hoang bị thất lạc á, là tụi mình đến thăm ông chú đó ở Sóc Trăng, xong rồi gia đình chú có mua tặng gửi tặng bánh bía, mà trên dọc đường thì tụi mình cũng ăn hết một bị rồi, hai bị rồi giờ còn nhiều lắm. Bữa cổ sách cho 2 bọc lận. Ui ra, bánh bía là đặc sản Sóc Trăng, hồi trước Nhi cũng rất là thích ăn bánh bía luôn. Cái này vẫn còn nè. Bánh bía này, tăng huê viên 3 bọc 4 bọc. Vậy là hôm bữa giờ cô gửi cho mình tới 6 bị luôn á. Còn đây là bánh
dừa sữa, đặc sản ở miền Tây, bánh trem, đặc sản bánh trem. Nói chung là mỗi nơi mà đi qua thì mình mua lại một ít để mình đem về. Đó, hết rồi. Bây giờ mình đem vô xong rồi, chiều rồi bây giờ mình nghĩ vô xử lý đơn hàng, với lại Nhi đang nghiên cứu những cái trái bưởi mình bán không kịp sẽ làm món mứt, mứt bưởi hoặc là nước ép bưởi để dành bán hoặc là sử dụng trong gia đình, chứ bây giờ mình bán không kịp á. Với lại ở trong video này Nhi cũng sẽ thông báo một việc luôn, là lúc trước là Nhi với anh Thép là định là bán bưởi hay là bán tất cả sản phẩm mình đang bán đều là nhận hàng rồi mới đưa tiền, nhưng mà kể từ bây giờ thì Nhi sẽ riêng đối với những đơn hàng đặt hàng đi bưởi, hàng trái cây á, thì mình sẽ nhận tiền trước rồi mình mới đi hàng. Lý do là bưởi ra đến mà có trường hợp trục trặc gì đó, khách hàng không nhận được, không chịu nhận gì đó, thì khi mà bưởi trả về thì tình trạng nó không có, mình không còn sử dụng được nữa. Hầu như đó là từ mình giao đến cho khách là mất 3 ngày. Rồi từ bên bưu cục á, bên giao hàng á, họ phải giao cho khách thêm 3 ngày nữa, là khoảng 6 ngày. 6 ngày rồi khách không nhận á, trả về mình mất 3 ngày nữa là 9 ngày. Thì bưởi để của mình á, để nếu mà để bên ngoài thiên nhiên bình thường á thì 9 ngày thì nó vẫn có thể ăn được, nhưng mà để trong thùng giấy với lại di chuyển nhiều nên là cái xác suất nó bị hư sẽ rất là cao, nên là mà cái đơn bưởi thì cái tiền ship nó cũng rất là cao luôn, nên là mong rằng cô chú anh chị thông cảm giúp Nhi. Nếu mà đặt bưởi thì Nhi sẽ thu tiền trước, còn ví dụ như đặt thuốc hoặc là đặt măng thì Nhi sẽ nhận đồng ý cho là mình nhận hàng rồi mình mới đưa tiền đó. Bưởi thì bưởi da xanh mình vẫn bán giá là 150.000 một ký, tiền ship là cứ 6.000 đồng một ký. Còn thuốc trị hô nách thì 180.000 một hộp. Thuốc trị viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa thì là 290.000 một hộp. Thuốc trị viêm son thì là 500.000 một lọ. Còn măng rừng khô thì là 350.000 một ký. Mình sẽ đóng quy cách là mỗi bị nửa ký. Hút chân không, để cho măng này mình để được lâu lắm, tại vì nó đã phơi rất là khô rồi, khô giòn luôn, là mình để từ đây đến Tết vẫn không sao. Măng này là măng để bà con bán Tết mà, giờ mình mua là vừa rồi, chứ Tết thì giá sẽ cao hơn. Hiện tại là Nhi chỉ bán với giá là 350 thôi. Còn nếu mà Tết á thì cái lượng măng mình sẽ khan hiếm, nên là nếu mà cô chú anh chị nào mà thích ăn măng á thì cứ đặt Nhi nha, đặt Nhi trước để Nhi biết Nhi để dành. Rồi bây giờ là chờ lát nữa Nhi sẽ chở con Bu ra Mr. Ba chó, mình chở con Bu xong rồi mình quay con Bu sau khi làm đẹp cho cả nhà xem nha. Giờ mình xách mấy cái này vô. Bữa giờ Nhi đi xong một cái Nhi quên đặt tem ở nhà bị hết tem, nên là bữa nay á là trong mỗi hộp, nếu mà ở bên ngoài không có tem thì mỗi hộp nó sẽ có một cái cạc của tụi mình ở trong này, cạc của Đấm Thép TV bỏ vô trong này. Khoảng 2-3 ngày nữa thì mới có tem lại. Nếu mà cô chú nhận hàng mà chưa không có tem á thì cô chú khui ra, nếu mà có cạc này á là chính là sản phẩm của Cú Đấm Thép TV nha, chứ không phải là hàng giả đâu. Cô chú anh chị thông cảm giúp Nhi nha. Khoảng 2-3 ngày nữa là mình sẽ có tem tròn giống như là mấy cái hộp đợt trước. Đây là tem tròn của tụi mình đợt trước nè, tem tròn nhỏ Cú Đấm Thép Shop. Đây là cái lượng hàng trả về, một thùng đầy đi nữa, tổng cộng là hơn 100 đơn luôn á. Để em đóng
cửa lại. Gì vậy ông? Chị có xúc xích không chị? À dạ không chị. Có bạn đây rồi. Có cái gì chị mang ba chị đi cho con. Cái này trong ngày mà ăn được mấy hộp à? Có xương đậm. Đây chị cho cái rồi. Đang bạc. Cái này thì ở nhà có không bạc không? Dạ. Để bắt đông bạc. Dạ có đây. Có tay viên là có tay nước. Dạ có tay nước. Cái kem gì này cho nó ăn. Sợ ở đây ảnh không chịu ăn. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà nha. Hiện tại trên kênh của hai vợ chồng Thép đang có 3 sản phẩm cần chia sẻ đến tất cả khán giả. Cái thứ nhất là chai Dạ Thảo Liên trị hôi miệng, sâu răng và nhiệt miệng và viêm Avidan và viêm họng nha cả nhà. Với lại viêm tai giữa là chai Dạ Thảo Liên. Cái thứ hai là thuốc trị hôi nách. Ai mà bị hôi nách mà lâu năm không khỏi thì cứ liên hệ cho Thép nha. Và thứ ba là sản phẩm trị viêm son mãn tính. Đấy, ba sản phẩm Thép cần chia sẻ đến tất cả mọi người. Rồi có bớt không anh? Bớt hay không, xài rồi sẽ biết. Khán giả nào mà đang có trong mình ba cái bệnh này thì hãy liên hệ Thép cho Thép tư vấn thôi nha. Còn mà bớt hay không thì chúng ta xài rồi sẽ biết nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người.